Mến chào cô chú anh chị em đã trở lại với kênh Mê Cây Yêu Vườn cho cuộc sống Mỹ. Đây là hai chậu cần nước của mình nè cả nhà ơi. Năm nào cũng vậy, cứ tưới nước cho nó là mình ăn thôi, không có cần bỏ phân, bỏ thuốc gì hết trơn á. Chủ yếu mình trồng rau ở nhà là có rau organic ăn đó. Mà cái khu của Thảo ở cũng không có chợ Việt Nam nhiều, cho nên mỗi lần muốn đi chợ là mất hết nửa ngày đó cả nhà. Thôi mình cứ trồng được cái gì thì trồng ha cả nhà ha. Hôm nay Thảo cắt cần nước nè, để mình vô mình nấu nồi canh chua dân dã với cá kho tộ. Mình thích ăn đơn giản lắm cả nhà, mình không có thích ăn cầu kỳ ngoài tiệm nhà hàng đồ. Đối với Thảo, Thảo không có thích lắm, thích ăn rau cỏ trong vườn vậy đó. Lượm được trái chanh. Trái chanh này của cái cây hàng xóm đó, nó rớt qua. Quanh năm Thảo cũng không có mua chanh nữa. Cái cây nhà hàng xóm đó, nó dè qua bên mình rồi đó. Mình ra mình khều hái ăn thôi. Hết một chậu luôn. Mình muốn cắt cho nó đều như vậy để lúc nó lên đó, nó lên cùng lượt nhìn cho nó dễ cắt cả nhà ha. Cái mùa cần nước nè Thảo mê lắm. Nó thơm gì đâu đó, nhưng mà có nhiều người chịu không quen á thì người ta nói nó hôi đó cả nhà. Mình ăn quen thì mình thấy thơm ha. Bên cạnh thì còn một chậu chưa có cắt, chưa có ăn kịp. Cứ như thế này nè, rồi mình tưới nước cho nó vài tuần sau mình cắt lại nữa rồi. Thấy vậy chứ nhiều lắm cả nhà ơi. Bên này một chậu sum xê nè, do mình tưới nước á, cái nó ngã xuống hết rồi. Giờ mình vô nấu canh nha. Trong tô canh của mình thì có rau quế nè, ngò ôm, ngò gai. Nhưng mà mê nhất vẫn là cái dĩa thịt kho ba rọi đó, kho với lại cá bông lao. Mà tại cái khứa cá ngay cái bụng nó có lủng một cái lỗ cho nên Thảo thấy kỳ á, mình bỏ miếng thịt ba rọi lên trên. Thì những cái rau nêm á, nó cùng màu xanh luôn, bỏ chung với cần nước không có thấy. Chén nước mắm ớt nè, cay lắm, đã chưa? Thảo mời cả nhà nha. Bye bye.